kiện kỷ lục Guinness Việt Nam vừa trao tặng bằng công nhận kỷ lục cho công ty thương mại Tân Thành, xác lập kỷ lục mô hình vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sinh học lớn nhất tại Việt Nam. Chai thuốc này được thực hiện trong 3 tháng liền với chiều cao 12m, thân rộng 5m, được ghép từ 50.000 vỏ chai thuốc sinh học đã qua sử dụng, thông qua chương trình cộng đồng thu vỏ chai đổi quà Tết. Đây là việc làm ý nghĩa góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân. Thì tôi nghĩ rằng những cái chế phẩm này, chuyện trước tiên là nó sẽ đáp ứng được 3 cái an toàn mà yêu cầu trong cái sản xuất nông nghiệp, một cái nền nông nghiệp tiên tiến phải đạt được. Có nghĩa là cái sản phẩm sinh học đó khi mà được sử dụng thì cái dư lượng của nó trên cái sản phẩm là coi như là đảm bảo. Cái thứ hai là cái người sản xuất ra, người nông dân hàng ngày tiếp xúc với những cái chế phẩm sinh học thì nó cũng không có gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người nông dân. Và cái thứ ba là nó rất là thân thiện với cái môi trường. Được thành lập từ năm 1996, Tân Thành là đơn vị tích cực trong sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật sinh học và phân bón. Công ty đã đầu tư phát triển các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học chiết xuất từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường, đem lại hiệu quả tối ưu trong quá trình canh tác. Nhân kỷ niệm mà 20 năm ngày thành lập, Tân Thành của chúng tôi tổ chức ngày hội xác lập kỷ lục chai thuốc bảo vệ thực vật lớn nhất Việt Nam, được làm bởi từ 50.000 vỏ chai sinh học. Trong số 1 triệu vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng mà chúng tôi thu gom được trong đợt Tết Nguyên đán vừa qua. Đây là một tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa rất là sâu sắc, đánh dấu một chặng đường 5 năm. Trong suốt 5 năm vừa qua thì Tân Thành của chúng tôi đã cùng đồng hành cùng với quý đại lý, quý bà con nông dân tổ chức chương trình thu gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.